Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn một cái dấu hiệu mà một mối quan hệ chắc chắn sẽ kết thúc. Đây là cái dấu hiệu mà các bạn phải nhận biết sớm. Để thứ nhất là nếu chúng ta nhận biết sớm thì chúng ta sẽ điều tiết cái cảm xúc của mình để nó không dần tới quá sâu. Và nếu như các bạn chưa kết hôn thì bạn cũng sẽ có những cái điều chỉnh phù hợp để nếu như có thể cải thiện thì chúng ta mới tiến tới tiếp. Còn nếu không cải thiện thì đừng cố gắng để lãng phí thời gian của mình nữa. Đâu là cái dấu hiệu nó chứng tỏ rằng mối quan hệ đấy nhất định sẽ kết thúc nếu không có sự cải thiện? Đó là đối phương luôn luôn cho là mình đúng. Đó. Nếu ở trong một mối quan hệ mà đối phương luôn luôn cho là họ đúng, họ không bao giờ lắng nghe cái suy nghĩ của bạn, hoặc là bạn chỉ ngỏ ý muốn nói ra một cái thôi là bạn phải sợ rồi, không dám nói ra suy nghĩ của mình, chỉ sợ là nói ra thì mình bị bỏ, nói ra thì lại cãi nhau. Thì nếu như bạn đang ở trong một mối quan hệ như vậy thì sớm muộn gì mối quan hệ đấy cũng sẽ kết thúc, ngay cả khi các bạn có kết hôn rồi đi chăng nữa. Cái điều này nó thực sự rất là quan trọng để các bạn hiểu rằng trong một mối quan hệ chúng ta phải biết vận hành nó như thế nào. Dù các bạn là nam hay là nữ, dù các bạn ở vị trí, địa vị như thế nào, dù số tiền các bạn kiếm được là bao nhiêu, thì một mối quan hệ nó cần thiết ở đó, đó là sự trân trọng và sự bình đẳng. Đúng không nào? Phải có cái sự lắng nghe lẫn nhau. Còn nếu như ở trong một mối quan hệ mà một trong hai bên không bao giờ được lắng nghe thì đấy là một mối quan hệ đã đang xây dựng cái mồ cho mình để chôn cái tình yêu đấy rồi. Đó là một nấm mồ rồi. Đó, cho nên nếu như các bạn đang ở trong một mối quan hệ như vậy thì thứ nhất, nhận biết xem mình có phải là cái người như thế không. Kể cả bạn là nam hay là nữ nhá, nhiều khi con gái cứ nghĩ là tự cho mình cái quyền là con gái thì được vô lý, con gái thì đàn ông phải chiều. Nhưng các bạn nhớ là chỉ được giai đoạn đầu thôi. Ban đầu người ta yêu các bạn, người ta làm gì cho các bạn cũng được. Nhưng càng về sau, nếu như các bạn muốn giữ cái mối quan hệ đấy bền vững thì các bạn phải biết rằng sẽ có lúc mình sẽ là người lắng nghe họ, và sẽ có lúc họ sẽ là người lắng nghe mình. Sẽ có lúc mình sẽ là người hạ cái tôi xuống, và sẽ có lúc họ là cái người hạ cái tôi của mình xuống. Trong một mối quan hệ luôn luôn bình đẳng là như thế. Có những lúc họ trân trọng các bạn thì có những lúc bạn phải trân trọng lại họ. Chứ không phải vì họ trân trọng lại bạn mà bạn không coi người ta ra gì, hay ngược lại. Chính vì thế hãy tự xem lại mình đi. Nếu trong mối quan hệ này mình luôn luôn đúng và đối phương luôn luôn sai, thì chúng ta cũng sẽ phải điều chỉnh lại mối quan hệ này. Để đôi khi ấy, mình làm đối phương buồn thì mình cũng phải biết nhận sai. Rồi mình cũng biết phải hỏi đối phương. Một cái câu hỏi sẽ cứu vãn cái cuộc tình hoặc là cuộc hôn nhân của các bạn. Đấy là câu hỏi: em có thể làm gì khiến anh hạnh phúc hơn? Và anh có thể làm gì khiến em hạnh phúc hơn? Trong cuộc tình của các bạn mà các bạn còn có thể nói với nhau được những câu này thì mối tình đấy còn có thể tồn tại. Còn nếu trong mối quan hệ của các bạn mà xuất hiện cái dấu hiệu là một người luôn cho mình là đúng, anh ta có sai lè lè hoặc là cô ấy có sai lè lè, cô không bao giờ nhận, thì đó là dấu hiệu của một nấm mồ tình yêu và hôn nhân. Và các bạn phải nhận biết cái điều này. Điều này thực sự rất nguy hiểm. Nếu mình có thì mình phải sửa, mà đối phương có thì mình phải góp ý. Còn nếu như là mình góp ý không được thì cho đối phương xem cái video này đi, để họ biết rằng không bao giờ có thể có hạnh phúc bằng cái việc cho rằng mình luôn đúng. Có thể bạn là một người rất là tài giỏi, có thể bạn có rất là nhiều kiến thức và bạn giỏi hơn đối phương của mình rất là nhiều, nhưng không bao giờ là bạn luôn đúng. Hãy hiểu điều đó. Và đặc biệt trong tình yêu và hôn nhân là như vậy. Trong tình yêu và hôn nhân thì càng cần có sự thấu hiểu và sự trân trọng và tôn trọng nhau. Còn nếu như không có sự thấu hiểu, trân trọng và tôn trọng thì hôn nhân đấy không thể tiếp tục được và không có lý do để tiếp tục. Nhưng thường thì trong tình yêu, khi các bạn yêu nhau lâu rồi hoặc là thậm chí các bạn đã kết hôn rồi, thì các bạn quên đi cái việc mình phải tôn trọng đối phương, mình phải lắng nghe suy nghĩ của đối phương, và mình phải tự hỏi mình một câu là làm như thế nào để người ta hạnh phúc, hay là nói thẳng với đối phương, hỏi thẳng đối phương là anh làm gì thì em sẽ hạnh phúc hơn và em làm gì thì anh sẽ hạnh phúc hơn. Chúng ta quên đi điều đấy. Bởi vì với cuộc sống, nhiều khi cơm áo gạo tiền nó cuốn các bạn đi. Xong rồi nhiều khi những mong muốn của bạn chưa được đáp ứng, thành ra các bạn không có tâm trạng để nghĩ đến cái mong muốn của người khác mà đáp ứng cái mong muốn cho đối phương. Đó là lý do mình khuyến khích tất cả các bạn trong tình yêu và hôn nhân nhất định phải có những cái khoảnh khắc và những khoảng thời gian ấy mà các bạn dành cho nhau để tìm hiểu về chính mối quan hệ của mình và những gì đang diễn ra trong mối quan hệ của các bạn. Mình đã từng chứng kiến có rất là nhiều những người phụ nữ hoặc những người đàn ông nhá, ở trong một mối quan hệ chịu đựng quá là nhiều. Họ chịu đựng bởi vì họ nghĩ rằng mình không thay đổi được đối phương, và mình có nói ra thì cũng đến vậy à. Đối phương luôn cho mình là đúng và họ sẽ chẳng lắng nghe suy nghĩ của mình đâu. Thành ra là rất nhiều trong số đó cứ chịu đựng. Và khi mà những cái vấn đề của các bạn không được giải quyết, nó cứ chồng chất lên, thì đến một ngày giọt nước làm tràn ly, chỉ vì một cái chuyện rất nhỏ thôi mà cuộc tình ấy tan tành theo mây khói rồi.
rồi đến lúc ai hỏi các bạn ấy bảo ô chúng tôi chia tay vì cái lý do đấy, thì thành ra là nó lại rất buồn cười. Các bạn bảo ô cái vấn đề nó quá nhỏ để mà một cặp đôi phải ly hôn, đúng không, hay là một cặp đôi phải chia tay, nhưng thực ra nó chỉ là một cái hình thức của một giọt nước làm tràn ly thôi, chứ không phải là tất cả. Cái nguồn gốc sâu xa nó nằm từ việc là tại vì các bạn không giao tiếp được với nhau, không nói chuyện, không chia sẻ được với nhau và không lắng nghe nhau và lắng nghe cảm xúc của đối phương, dẫn đến là cùng với một thời gian dài các bạn cứ cố chịu đó. Mà con người ta sức chịu đựng là có hạn, cứ cố chịu đến một ngày mà mình bực quá, mình mệt quá, mình chịu không nổi thì mình sẽ phải giải thoát thoát cho mình, đúng không? Đó, thì thành ra là các mối quan hệ kết thúc đấy. Cho nên là mình khuyến khích các bạn, nếu như các bạn đang ở trong một mối quan hệ mà một trong hai người luôn nghĩ mình là đúng, thì đã đến lúc phải chia sẻ với đối phương, nói ra với đối phương, và thậm chí là bây giờ họ có lắng nghe hay chưa cũng hãy nói cho họ biết cảm xúc của bạn, suy nghĩ của bạn, mong muốn của bạn như thế nào. Họ lắng nghe, ok thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Còn họ không lắng nghe thì hãy cho họ thời gian để ngẫm nghĩ lại tất cả những điều bạn nói. Và rồi chúng ta sẽ, một khi đã quay lại với nhau, là chúng ta sẽ nghĩ về cái cách mà chúng ta sẽ vận hành cái cuộc tình và cái cuộc hôn nhân này như thế nào. Đừng bao giờ coi thường tình yêu của các bạn. Bởi vì rất có nhiều người nghĩ rằng tôi có người yêu rồi, tôi có bạn gái, bạn trai rồi, hoặc là tôi có vợ, có chồng rồi thì tôi yên tâm. Tôi không cần phải đầu tư cho nó, tôi không cần phải xây dựng nó, tôi không cần phải nuôi dưỡng nó. Và bây giờ tôi tập trung vào phát triển kinh tế, hay tập trung vào phát triển tiền bạc, hay là tôi tập trung vào việc bạn bè, hay tôi tập trung vào bố mẹ, hay là tôi tập trung vào những cái thứ khác, chơi bời của tôi, sở thích của tôi. Nhưng mà vì tôi có vợ, có chồng rồi, vì tôi có người yêu rồi nên tôi yên tâm rồi. Thì đừng các bạn nhá. Càng là có vợ, có chồng, càng là có người yêu, mà đặc biệt là càng có lâu rồi, thì càng cần các bạn phải đầu tư thời gian công sức để chúng ta nuôi dưỡng nó. Giống như cái cây vậy đó, để khô cằn thì một ngày nó sẽ chết. Và cái lúc nó chết các bạn bảo là ôi, mình có chỉ để có một chút thôi mà đã chết rồi à, đúng không? Đó, thì cái vấn đề các bạn nghĩ là không to tát nhưng mà lại giết chết tình yêu của các bạn. Nhưng thực ra mấu chốt nó nằm từ việc đã quá lâu rồi, đúng không? Nó đã không có chất dinh dưỡng, nó đã không có tình yêu thương. Cho nên là nếu như người yêu của bạn đã yêu lâu, hoặc là vợ chồng của các bạn đã lâu rồi chưa có những câu khen, có những cái lời ngọt ngào yêu thương, có những sự lắng nghe thấu hiểu, không có những buổi đi dạo như ngày xưa các bạn vẫn thường hẹn hò với nhau, thì hãy có những cái buổi như thế để chúng ta dành cho nhau và lắng nghe suy nghĩ của đối phương. Bởi vì đấy là cái cách mà các bạn sẽ đầu tư cho hạnh phúc của chính mình, để chúng ta sẽ hạnh phúc bền lâu và lâu dài các bạn nhá. Nên đừng bao giờ quên rằng lắng nghe đối phương, thường xuyên lắng nghe đối phương, và cũng để cho đối phương có cơ hội được lắng nghe các bạn. Và chỉ khi các bạn có thể giao tiếp trong tình yêu này và lắng nghe nhau, thì đấy mới là lúc mối quan hệ đó mới có thể bền vững. Và đừng quên là mình có một khóa học rất quan trọng cho các bạn trong tình yêu và hôn nhân, khóa kỹ năng để có cuộc hôn nhân hạnh phúc, và khóa thứ hai là nghệ thuật sử dụng ngôn từ khiến người ấy si mê. Đó là những cái khóa học mà giúp các bạn sẽ nuôi dưỡng tình yêu và cuộc hôn nhân của mình để nó sẽ thăng hoa và từ đấy sẽ bền vững cùng với thời gian. Để tham gia thì các bạn đừng quên lên Google gõ toannguyenhạnhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình, kéo xuống có khóa học, đăng ký ngay vào luôn nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.